Thầy số hàng công ty mới về bà con. Quá trời luôn. Mít số 7, M7 đẹp nhất nách không? Quá đã luôn nè. Còn xanh vờn rồi con, đẹp ghê không? M7 CT800. Quá đẹp luôn. Mới về chưa chừa rửa, chưa bắt tay cầm luôn nha. Rồi nó bóng mà con, thấy mặt cái trọng luôn nè. Bóng ghê không? Con này chưa chừa rửa nha, chừa rửa đẹp mà con. Oa, lưỡi bổng còn bự ít xài này, con này ít xài nè. Mâm còn trắng. Số đẹp cực kỳ không? 6 số luôn nè con, nhẹ nhàng luôn nè, thấy không? Ghê không? Xanh giờ mà con ơi. Ồ, ốc ác rồi nè. Ốc tay cầm là 7 màu, biết ít xài con. Con cứ bôi trắng ít xài à. Ê. Quá đẹp luôn, mít số 7, đã mà con. Đây số mới về nè, ơi 9K9 nè, ơi 8K8 và 7K7. Hàng mới về chưa chừa rửa nha bà con. Alo. À mời đi anh cuối tuần này về. Dạ cuối tuần này về. Đầy đủ luôn anh, cuối tuần này về đầy đủ. Chưa, nào về em mới biết anh ơi. Đúng rồi. Hàng mới về chưa chừa rửa rồi con. Rửa ra đẹp nè mấy con này nè. Nè, thấy không? Rửa ra nó ao đi nè. Đã chưa chừa rửa đó, mấy con này về là khỏi chê rồi, thấy không bà con. 27, 28, 29 nè, 28 nè. Nở nhìn cái nhị dầu biết con, dầu mới chát nè. Rất đẹp nha. Đẹp thiệt. Nguyên lô mới về luôn. Đầy đủ nè. Đây ơ 8K8. Còn này là ơ 8, ơ A8. Nụ con này đẹp rồi con. Nhắc không? Ơ A8. Quá đẹp, con này chưa chừa rửa luôn nha. Đây nguyên bộ A10 rồi con. Có đề luôn nha. Đây nguyên bộ A10 có đề. Đây, có đề luôn. Đầy đủ rồi con, đẹp nè. Con này còn đẹp chưa chừa rửa chứ đẹp lắm đó. Ơ A10. Đây ơ A7. Ơ A8 luôn. Quá đẹp. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Không giải như nãy luôn. Dở lên, dở lên rồi tụi bạn. Hàng mới về chưa rửa rồi con. Có một đe luôn nè. Tạ đầu luôn nè. Rồi ghê à. Còn tạ đầu luôn nè. Đúng nhật về còn nguyên tạ đầu luôn rồi. Ơ 10, cam 10. Ơ 10. Đây ơ 10. Có đề luôn nha. 2400 vòng trên phút. Có đề luôn nè, đẹp quá. Chưa chừa rửa đâu con. Quá đẹp. Rồi bắt đầu có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Số hàng mới về nha. Đây ơ 8, đẹp nhất ngách không. Đây là hả? Ừ.